Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm Điện Máy Ngọc Mai đi giới thiệu chi tiết tới các bác về cái dòng sản phẩm bơm 12V các bác nhá. Đây thì bên em có để sẵn một cái thùng đây để giới thiệu cho các bác. Nguyên một thùng đây là nó sẽ có 100 chiếc bơm ở trong này. Em sẽ khui cái thùng này ra để các bác được tham khảo về cái dòng sản phẩm này bên em. Đây, hàng chất lượng tốt nha các bác nhá. Các bác vào xem video thì các bác quan tâm sản phẩm, các bác nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để có thể là nhận được những cái thông báo mới nhất mỗi khi nhà em làm video để review về những dòng sản phẩm mà bên trung tâm Điện Máy Ngọc Mai đang phân phối. Điện Máy Ngọc Mai là phân phối xỉ lẻ rất nhiều máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề để phục vụ cho tất cả các bác thợ làm nghề. Các bác quan tâm những cái dòng sản phẩm đó thì các bác nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông thì các bác sẽ tìm em dễ dàng ở trên cái YouTube này và sẽ được cập nhật rất nhiều những cái mẫu máy, những cái dòng sản phẩm chất lượng ok, giá cả hợp lý cạnh tranh các bác nhé. Đây bên em sẽ khui một cái thùng bơm này ra để cho các bác được có tham khảo. Nguyên một thùng đây thì là nó sẽ có 100 chiếc. Đấy, bên em bán xỉ và lẻ, các bác có thể là mua nguyên thùng hoặc là mua một cái thì bên em cũng sẽ tốt luôn. Em sẽ bỏ từ bên trong để các bác xem này. Hàng chất lượng nha các bác nhé, hàng chất lượng. Đấy, cái bơm này nó là bơm 12V đây này các bác. Bơm 12V. Đây. Cái này nó là bơm chìm nha các bác nhá. Đây là bơm chìm. Đấy, bơm thì là đây bơm đây. Bơm này dây của nó cũng khá dài như này các bác. Dây của nó khá dài, các bác có công tắc tắt mở này. Đấy, đây là nguồn cắm đầu vào đây. 12V. Đấy. Chìm ở dưới nước nha các bác nhá. Các bác có thể là thả vào xô nước luôn đấy, thả vào xô nước. Thì đối với cái dòng bơm này thì các bác mà làm thợ điện ý, đặc biệt là các bác mà làm cái máy rút lõi bê tông hoặc là máy cắt rãnh tường thì các bác sử dụng cái bơm này. Các bác sử dụng cái bơm này thì là các bác lắp vào để cho nó tránh bụi nhá. Đấy, khi mà máy cắt rãnh của các bác hoặc là máy rút lõi bê tông ấy, các bác thiết kế thêm cái bơm này nó tưới nước vào thì nó sẽ không bị bụi. Đấy, đây là cái thông số kỹ thuật này. Cái bơm này là 12V này, 2A này các bác. 2A. Đấy. Và tiện đây thì em cũng được giới thiệu về cái giá cả để các bác lắm được. Nếu như mà bác nào mà muốn đặt mua một bơm ấy thì là bên em sẽ ship code với cái giá là 150.000 trên một em. Đấy, bên em là ship lẻ một cái là sẽ là với giá là 150.000 bao ship tận nhà cho các bác rồi nhá. Hàng tới nơi là các bác chỉ có trả đúng 150.000 thôi thì là sẽ nhận nguyên một cái bơm như thế này. Hoặc là những bác nào mà muốn mua xỉ thì là các bác cứ liên hệ với em. Các bác quan tâm thì để lại cho em số điện thoại ngay dưới video này. Hoặc là các bác có thể là alo trực tiếp cho em vào cái số điện thoại 037 848 7818. Số điện thoại mà em để lại ngay dưới tiêu đề. Số đó bên em có cả Facebook và cả Zalo. Các bác muốn mua hàng thì các bác có thể là vào kết bạn Zalo với em để thuận tiện hơn trong cái việc mua hàng. Cũng như là khi các bác đặt mua sản phẩm thì bên em sẽ tư vấn cho các bác nó được kỹ hơn và gửi hình ảnh chi tiết cho các bác nhé. Bên em sẽ đi cái này bên em sẽ đi thực hiện cái thao tác để cho các bác hướng dẫn cho các bác cách để sử dụng cái bơm này. Đấy, bên em sẽ đi cắm điện đấy. Bên em vừa cắm điện chạy nhé. Em sẽ thiết kế thêm một cái xô nước ra đây để test máy chạy thử cho bác được cùng tham khảo luôn. Đấy, hàng chất lượng cực kỳ là ok luôn này các bác. Hàng luôn luôn là sẵn kho rất nhiều nhá. Đấy. Các bác có thể là mua lẻ một chiếc hoặc là mua xỉ, bác làm muốn mua xỉ cái số lượng thì là các bác báo với bên em thì mua xỉ thì cái số lượng xỉ thì là nó sẽ giá nó sẽ hợp lý hơn. Đây các bác thả sẵn vào cái xô nước này. Em sẽ đây cái này là bên em có cắm điện đây rồi này các bác này. Đấy, em sẽ bật công tắc nhé. Em sẽ bật công tắc. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, bơm đấy, nó bơm đấy, đây bơm nước ra này. Cực kỳ là ok, các bác thả vào cái xô nước như thế kia kìa. Đấy, các bác nhìn thấy nó bơm ra không? Đấy. Bơm rất xa này các bác này. Đấy, rất mạnh luôn. Nó bơm rất mạnh nha các bác nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn.
đẩy rất xa luôn đấy các bác ạ, đẩy xa nó đẩy xa lắm, cao cao và xa luôn đấy. Thôi được rồi, ok em sẽ tắt nó đi, cực kỳ là ok luôn các bác. Các bác quan tâm thì liên hệ với trung tâm điện máy Ngọc Mai để sở hữu một cái bơm siêu tiện lợi như thế này, giá rất mềm nhá. Em cũng xin được kết thúc cái video của em tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Các bác nhớ đăng ký kênh.